Giới thiệu với các bạn, đây cũng là một cây thước lá 300 mm của hãng Pogel. Nó hơi khác với một số cây thước mình đã giới thiệu phía trước một tí xíu, nhưng nó vẫn có điểm chung, tức là thang đo thì là 300, hướng đọc là từ trái sang phải, và chia thì là trên mm dưới mm. Rồi bên đây và chia là trên là mm dưới mm, nhưng mà khắc mịn, khắc mịn là 1/2, 1/2 0.5, 0.5 này. Như vậy thì cây thước này nó có một cái điểm nữa khác với một cây thước trước đây đã giới thiệu. Đây cây này thì bạn thấy là khi mà lật qua lật lại thấy nó là mài bóng này, mài bóng ha, thì đôi khi nó bị ánh trái ánh đèn bạn sẽ hơi khó đọc. Thằng này nó phủ lên trên đây một cái lớp lớp gọi là lớp chống chói, thì bạn nghiêng tới nghiêng lui nó không bị chói cái ánh đèn thì chắc là nó sẽ đắt tiền hơn. Rồi là qua đây bạn cũng thấy này, ở chế độ mịn này nó không bị chói ánh đèn ha, so sánh vậy cho dễ thấy này. Ok đó, thì cây thước này nó không có bị chói. Giờ mới hiểu là tại sao nó lại có cái lớp bóng như vậy. Rồi phải chia bắt đầu xuất phát ở đây là sát mép luôn, là số 0 luôn. Số 0.5 ở đây có ý nghĩa là bài chia đây là bước nhảy là 0.5 mm. Ok rồi đặt này, đằng đây cũng vậy, bên trên đây là bước nhảy là 1 mm, bài chia trên dưới giống nhau hết. Ở đây người ta khắc thêm một vài cái tiêu chuẩn của châu Âu gì vào đấy, vào đó vào đây. Vật liệu bên trong cốt của nó vẫn cứ là inox phủ một cái lớp chống chói lên trên thôi, sản xuất tại Đức luôn. Rồi thang đo hướng đọc là từ trái sang phải, cứ 1 dm thì là in lớn lên một tí. Thằng này rồi 30 cm ha. Như vậy thì khi các bạn mà quen sử dụng hệ mét thì bạn dùng cây thước này rất tiện. Độ dày của nó là 1 ly, 1 mm, độ rộng này là 3, độ rộng của cây thước này là 3, 3 mm hay là 3 cm. Để họ khoét lỗ để cho mình móc mình kéo tới cái lui, thì thằng này nó sẽ ngược với thằng này tí xíu này. Khi mình để cái số nó xuôi ha, để cái số nó xuôi như thế này thì bao giờ điểm kết thúc cũng sẽ là số điểm giá trị lớn nhất mà nó nằm ở cái lỗ. Thì hướng đây bắt đầu từ trái sang phải chỉ là số nó giảm dần, thằng này là từ trái sang phải số nó tăng dần, mà hai cái ngược nhau, thằng này chói thằng này không chói. Ok cưa sốt.